kính chào quý vị khán giả. Con là Bảo Ngọc, đóng vai bé Sinh trong phim Đất Rừng Phương Nam của bác đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Mọi người ơi, phim Đất Rừng Phương Nam sẽ chính thức khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 23 tháng 11 này. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Cô chú hãy theo dõi website để biết thêm về lịch chiếu của phim nha. Con rất mong quý vị khán giả sẽ luôn yêu quý và ủng hộ cho phim ạ. Bé Sinh hẹn gặp mọi người tại rạp nha. Xoay dòng cửu